Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4, ngoài là ngày cả tháng 4 ra, thì hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập của RTK Media. Dù đang tạm dừng hoạt động vô thời hạn, song đây là một dịp quan trọng mà chúng mình muốn làm một điều gì đó để lưu giữ nó. Do vậy, hôm nay RTK Media chúng mình sẽ đem tới cho các bạn một video mới, đó là bài review về series Kamen Rider Dragon Knight, series Kamen Rider chuyển thể do Mỹ thực hiện. Giờ không để mất thêm thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé! Đầu tiên vẫn như thường lệ, sẽ là một vài thông tin cơ bản nhất xoay quanh bộ phim này. Kamen Rider Dragon Knight là TV series Kamen Rider của Mỹ, chuyển thể từ Kamen Rider Ryuki, gồm 40 tập, được đồng sản xuất bởi Atnes Entertainment và Toei Company, quay tại Los Angeles, California. Phim được chiếu trên kênh The CW Television Network từ ngày 3 tháng 1 năm 2009. Năm 2010, bộ phim thắng giải Daytime Emmy Award cho hạng mục diễn viên đóng thế xuất sắc. Ngoài phát sóng tại Mỹ, phim còn được chiếu tại Brazil, Venezuela, Mexico, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Liechtenstein, Colombia, Ý, Mỹ Latin, Indo, Ấn Độ, Pakistan và Úc. Bộ phim đồng thời cũng được chiếu tại Nhật trên kênh Toei Channel vào năm 2009 như một phần để kỷ niệm dự án 10 năm Heisei Kamen Rider. Phiên bản này được thuyết minh tiếng Nhật với rất nhiều gương mặt thân quen trong mảng Kamen Rider của Toei tham gia góp giọng. Ngoài TV series, Kamen Rider Dragon Knight còn có một novel mang tựa đề Two Worlds, One Heart. Đồng thời, phim cũng có hai tựa game ăn theo, phát hành trên hệ máy Wii và Nintendo DS. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cốt truyện của bộ phim này. Phim giới thiệu cho chúng ta nhân vật Kid Taylor, một cậu thanh niên trẻ tuổi có người cha bị mất tích một năm qua. Trên hành trình tìm kiếm lại cha mình, cậu vô tình tìm được chiếc Appendix và biết tới sự đổ bộ của những con quái vật xuất hiện sau những tấm gương. Kid đã lập khế ước với con rồng trong thế giới gương đó và trở thành Kamen Rider Dragon Knight. Sau đó, cậu đụng mặt Len, Kamen Rider Wing Knight, người đã cho cậu biết rõ hơn về thế giới bên kia những tấm gương. Đó là Ventara, quê nhà của Len, nối kết với trái đất của Kid thông qua những tấm gương. Sau cuộc xâm lăng của một tên ngoài hành tinh tàn ác có tên Xaviax, Ventara giờ đây trở thành một thành phố hoang không bóng người. Này Xaviax tiếp tục nuôi nấng âm mưu thôn tính trái đất theo cách tương tự. Được biết, Xaviax chính là kẻ đứng sau sự mất tích bí ẩn của cha mình. Kid Taylor đồng ý gia nhập cùng chiến tuyến với Len để đối đầu với âm mưu của Xaviax và bè lũ tay sai. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có tổng cộng tất cả 13 Rider, khi xưa chính là những hộ vệ của Ventara. Nhưng sau cuộc thôn tính của Xaviax, nhiều Rider Deck đã thất lạc, rơi vào tay của hắn. Xaviax xây dựng đội quân Rider cho riêng mình bằng cách thao túng những con người của trái đất, giao kèo với họ những điều họ khao khát để đổi lấy sự phục vụ và trung thành. Với mục tiêu duy nhất là tiêu diệt Kamen Rider Wing Knight, chiến binh duy nhất được cho là còn sống của Ventara. Câu chuyện sẽ là cuộc đối đầu giữa Len, Kid và bè lũ của Xaviax. Nhìn chung, cốt truyện của Kamen Rider Dragon Knight gần như được làm mới hoàn toàn khi đem so sánh với bản thể gốc của nó là Kamen Rider Ryuki. Thay vì cuộc chiến tranh giành điều ước cho kẻ sống sót sau cùng, thì Kamen Rider Dragon Knight đi theo một hướng cơ bản hơn, đó là chiến đấu bảo vệ hai thế giới, Ventara và trái đất. Dragon Knight đi theo lối kể chuyện tuyến tính, sự kiện nối tiếp sự kiện, tạo cảm giác cuốn hút cho người xem. Mạch phim được triển khai dàn trải, đều đặn, duy trì tốt, không quá chậm mà cũng không bị gấp gáp. Phim cũng tận dụng tương đối tốt thời lượng 40 tập, với 3 tập nghỉ tóm tắt lại mạch phim, không có những tập phim thừa thãi. Cốt truyện của phim nhìn chung đơn giản, dễ nắm bắt, cho người xem thấy đích đến để theo dõi một cách cụ thể, không bị hời hợt, lan man. Đây có lẽ là điểm khiến mình đánh giá cao hơn so với Kamen Rider Ryuki. Bởi theo quan điểm cá nhân của mình, Kamen Rider Ryuki có cách triển khai cốt truyện tương đối lan man, một vài arc phim khá buồn ngủ. Ngoài ra, Kamen Rider Dragon Knight cũng tận dụng tốt một vài yếu tố tiêu biểu, ví dụ như việc phân cấp Kamen Rider dựa trên thắt lưng của họ. Với 12 Rider thắt lưng bạc thông thường, Kamen Rider Wrath với thắt lưng vàng là đội trưởng tác chiến, còn Event Master là người lãnh đạo đã chế tạo ra các Kamen Rider và dẫn dắt họ chiến đấu. Thêm vào đó, việc khai thác yếu tố song trùng, bản thể tồn tại song song của một cá thể bất kỳ trong phim cũng được làm tương đối thuyết phục. Dragon Knight không những vậy còn đem tới cho người xem một vài tình tiết táo bạo mà bản Ryuki trước đó chưa thể thực hiện trọn vẹn, như team up giữa rồng đỏ và rồng đen, team up giữa Wing Knight và Siren, team up của 13 Rider,
Final Vent của Torque thực sự lấy mạng được Rider khác, hay Final Vent đầy đủ của Wrath, tất cả đem tới sự mới mẻ và phấn khích vô cùng lớn. Tiệu chung lại, mình đánh giá khá tốt Kamen Rider Dragon Knight ở mặt cốt truyện. Tiếp theo về dàn nhân vật của bộ phim, để tránh spoil quá nhiều tình tiết, chúng mình sẽ chỉ tập trung phân tích 4 nhân vật tiêu biểu nhất, đó là Len, Kid, Maya và Xavier. Đầu tiên là Kid Taylor, Kamen Rider Dragon Knight. Như mình đã nói ở trên, để tìm kiếm người cha bị mất tích mà Kid trở thành Kamen Rider. Kid Taylor là một thanh niên trẻ tuổi, không hề có kinh nghiệm chiến đấu. Song bù lại, cậu có trái tim quả cảm và lý trí kiên định, hiếm khi bị mua chuộc và thao túng. Kid luôn học hỏi và tiến bộ sau từng lần chiến đấu. Cậu và Len là một cặp chiến đấu ăn ý. Tuy là người hiền lành, nhân hậu, nhưng Kid cũng có sự quyết tâm của riêng mình. Khi ở trong hoàn cảnh bắt buộc không thể nhân nhượng, Kid tỏ ra là một Kamen Rider đáng gờm khi cậu có thể một mình cần nhiều Rider khác. Sau này, song trùng của cậu là Adam, Kamen Rider Dragon Knight tiền nhiệm, cũng được bộ phim đưa vào và khai thác tương đối tốt những sự đối lập trong cách hành xử của Kid và Adam. Ở thời điểm đó, Kid cũng có một giai đoạn ngắn khoác lên mình bộ giáp Kamen Rider Onyx để chiến đấu. Tiếp theo là Len, Kamen Rider Wing Knight. Anh là chiến binh tinh nhuệ của Bentara, là một trong 13 người ưu tú được chọn để trở thành Kamen Rider. Khi xưa, Len may mắn thoát nạn khỏi cuộc tập kích của Xavier, không bị rơi vào Event Void. Tới trái đất để truy lùng và đối đầu với Xavier, Len cố gắng thiết lập liên minh với những Kamen Rider trái đất để gia tăng sức mạnh và có đủ sức đương đầu với Xavier và đạo quân của hắn. Là một chiến binh tinh nhuệ, Len sở hữu khả năng chiến đấu vô cùng tốt. Anh cũng là người trực tiếp hướng dẫn cho những Rider gia nhập chung chiến tuyến với mình để giúp họ mau chóng thích ứng với sự khắc nghiệt trên chiến trường. Là một người điềm tĩnh, lạnh lùng và ít nói. Song, Len luôn đề cao trách nhiệm của bản thân và quan tâm tới những người đồng đội của mình. Anh không chỉ là một người cộng sự, mà còn là một nhóm trưởng vô cùng đáng tin cậy với những Kamen Rider của phe chính diện. Len có mối hiềm khích với Adam, song trùng của Kid Taylor tại Ventara. Anh cho rằng chính hắn là kẻ phản bội đã đưa Xavier tới đánh úp các Ventara Rider khi họ đang trong quá trình ngủ sâu. Nhân vật tiếp theo không kém phần quan trọng là Maya Young. Maya là phóng viên trẻ tập sự. Sau một lần bị tập kích bởi đám Mirror Monster và may mắn được cứu thoát, cô có khả năng nhìn thấy những gì đang diễn ra tại Ventara thông qua những tấm gương và nghe được những âm thanh mỗi khi đám Mirror Monster chui ra khỏi gương. Khả năng tương tự như những người sở hữu Advantech. Vô tình bị kéo vào cuộc chiến của các Kamen Rider với Xavier, Maya từ đó đào sâu hơn về Ventara cũng như thân phận của những Kamen Rider. Tuy không sở hữu sức mạnh hay năng lực đặc biệt nào, nhưng Maya là một đồng minh đáng tin cậy của Kid và Len. Là một phóng viên tập sự, cô có những nguồn tin xác thực để giúp Kid, Len dễ dàng truy tìm tung tích của những Kamen Rider tại trái đất. Sau này vào mạch cuối của phim, có một thời gian ngắn, Maya được Event Master giao quyền sử dụng Rider Tech và hóa thân chiến đấu dưới bộ giáp của Kamen Rider Siren. Sau cùng là kẻ phản diện chính của bộ phim, Xavier. Hắn là người tới từ hành tinh Kash, là kẻ đã đánh bại những Kamen Rider ở Ventara, đồng thời thôn tính nơi đó trở thành vùng đất hoang như hiện tại. Này, Xavier tiếp tục muốn thôn tính trái đất. Mục tiêu sau cùng của hắn là để phục hưng nền văn minh của Kash, nơi vốn dĩ đã bị hủy diệt bởi những cuộc nội chiến kéo dài liên miên. Xavier muốn bắt cóc toàn bộ cư dân trái đất về làm nô lệ cho hành tinh Kash. Khi xưa, chính hắn là kẻ đã đứng sau giật dây và thao túng Adam, khiến anh vô tình quay lưng lại phản bội các Ventara Kamen Rider và trở thành tội đồ. Khả năng thao túng người khác cũng là điểm mạnh nổi bật của Xavier. Với mỗi cư dân trái đất có DNA phù hợp để sử dụng Rider Deck, Xavier sẽ xuất hiện dưới hình hài và vai trò khác nhau để lừa gạt, thuyết phục họ quy phục mình. Hắn đánh vào những điểm yếu tâm lý, những khao khát, tham vọng của từng người theo những cách khác nhau, và rồi trao cho họ Advantech, hợp thức hóa nó như một công cụ giúp những con người này có thể đạt tới mục đích của mình. Đó chính là cách để Xavier xây dựng đội quân Kamen Rider tà ác cho riêng mình nhằm truy lùng và tìm diệt Len, Kamen Rider duy nhất của Ventara còn sống sót. Song, Xavier có lẽ không phải là một tên phản diện quá khôn ngoan khi kế hoạch của hắn nhiều lần đổ bể, đi chệch hướng. Mãi cho tới khi mạch cuối của phim, Xavier mới hành động cẩn trọng hơn và kế hoạch của hắn mới tiến triển trơn tru hơn. Vào những tập cuối cùng, Xavier chiến đấu với các Kamen Rider dưới hình dạng thực sự của hắn. Hắn bộc lộ khả năng cận chiến và sức mạnh khá đáng gờm, buộc cho những Kamen Rider phải hợp sức lại để cùng tiêu diệt. Để không spoil quá nhiều tình tiết trong bộ phim, các Kamen Rider khác sẽ không được chúng mình đề cập.
các bạn có thể xem phim để tìm hiểu kỹ hơn nhé. Nhìn chung, dàn nhân vật của Kamen Rider Dragon Knight được xây dựng tương đối tốt với tính cách đa dạng. Chỉ có một số ít rider không có đủ đất diễn mà trở nên mờ nhạt. Nhân vật là một điểm sáng tiếp theo đã được khen ngợi của bộ phim này. Tiếp đến, về hành động và kỹ xảo, như nhiều bộ phim tokusatsu được chuyển thể bởi Mỹ, thì hành động luôn là một yếu tố thế mạnh điển hình. Bộ phim được chỉ đạo võ thuật cùng kỹ thuật cascader vô cùng tốt, những cảnh chiến đấu rất đẹp mắt, cuốn hút, và cũng không cần phải bàn cãi nhiều khi bộ phim đã nắm trong tay giải thưởng Daytime Emmy Award cho hạng mục diễn viên đóng thế xuất sắc. Phần kỹ xảo của Dragon Knight cũng tương đối ổn, đặc biệt là Dragon Contract Monster trong một vài phân cảnh đã được nhà làm phim tự thực hiện thay vì sử dụng footage có sẵn của bản Ryuki. Chú rồng này được làm kỹ xảo khá mượt mà và đẹp mắt. Sẵn nói tới việc sử dụng footage, thì mình đánh giá cao Kamen Rider Dragon Knight ở khoản này. Phim sử dụng rất tinh tế và có chủ đích những phân cảnh có sẵn trong Kamen Rider Ryuki, kết hợp mượt mà với những cảnh tự quay, không xuất hiện tình trạng quá lạm dụng footage có sẵn như nhiều bộ Power Rangers sản xuất bởi Saban. Cuối cùng, phần âm thanh có lẽ là điểm kém nhất trong bộ phim này. Ngoài bản opening tương đối sôi động và bắt tai, thì các bản background music không hề tỏa sáng cũng như hoàn thiện được vai trò của mình, khi nó không có điểm gì thực sự thu hút cả. Phần thu thoại, lồng tiếng cho nhân vật cũng không được tốt cho lắm, khi một vài nhân vật có phần diễn thoại khá đơ, thiếu cảm xúc, nghe như đang học thuộc lòng. Và những phân cảnh chiến đấu trong phim thì thiếu những tiếng ăn giọng, khiến cho nó trở nên khá trống trải, nhạt nhẽo, kém cao trào. Thêm vào đó, những sound effect sử dụng trong phim cũng có phần khá cơ bản, đơn điệu. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những âm thanh như vậy trên các nền tảng trực tuyến. Và thú thực thì mình thấy hiệu quả của nó không được cao cho lắm. Vậy, trên đây là những đánh giá, nhận xét của tụi mình về series Kamen Rider Dragon Knight, bộ phim chuyển thể từ Kamen Rider Ryuki do Mỹ thực hiện. Cá nhân mình đánh giá cao bộ phim này, thậm chí thấy nó nhỉnh hơn Ryuki ở một vài mặt nhất định. Tuy vẫn còn tồn tại những thiếu sót mà bộ phim có thể cải thiện cho tốt hơn. Song, Dragon Knight đã đem tới một trải nghiệm phim ảnh, giải trí khá tốt đối với cá nhân mình. Còn các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại comment ở bên dưới để chúng ta cùng nhau bàn luận nhé. Còn nếu như các bạn chưa có dịp xem phim, thì chúng mình sẽ đính kèm bên dưới link bản Việt sub do nhóm Toku United Fan Sub thực hiện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Đừng quên like và share video để tạo động lực cho chúng mình. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những dự án độc lập tiếp theo của RTK Media. Mình là Kaitoki, xin chào và hẹn gặp lại. Undead là tất cả phong ấn. Cậu là cuối cùng. Joker! Tôi và cậu chỉ có thể chiến đấu.